Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin vụ người phụ nữ bị vu oan bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho du khách ngoại quốc. Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán hàng rong bị vu oan chặt chém khách Tây 500.000 đồng 3 quả dứa, mới đây, khổ chủ là bà Nguyễn Thị Thành, quê ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã có những chia sẻ về câu chuyện này. Thông tin trong phóng sự của Đài truyền hình Hà Nội cho biết, bà Thành không biết chữ, qua những lời kể của con trai, bà mới biết mình bị dư luận xã hội, cư dân mạng ném đá, vu oan. Sự thật là bà Thành bán 50.000 đồng một túi dứa cho hai khách Tây chứ không phải 500.000 đồng 3 quả dứa như trên mạng xã hội đồn thổi. Tôi đã trả lại hai cô ấy 450.000 đồng, không biết thế nào cô ấy cứ bốc dứa của tôi. Tôi không hiểu, tôi nghĩ mình không biết tiếng mà cô ấy cũng không biết tiếng thì tôi không bán nữa, trả lại tiền cho cô ấy. Mà người ta mua có một quả dứa chứ có phải 3 quả đâu mà trên mạng lại đăng như thế. Câu chuyện chỉ có thế thôi, tôi không cãi nhau, tôi cũng chẳng biết câu gì mà cãi nhau. Cứ thấy cô ấy sừng cố lên rằng dứa của tôi thì tôi không nghe. Công an cũng đã mời một số người dân chứng kiến vụ việc đến cung cấp thông tin. Những người này khẳng định bà Thành chỉ bán 50.000 đồng một túi dứa. Do đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bà Thành chặt chém khách Tây 500.000 đồng 3 quả dứa là sai sự thật. Trước đó, bà Thành chưa từng có tiền án tiền sự, chưa từng vi phạm pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết bà Thành không trèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ căn cứ xử phạt.